đặc sản miền Tây quê tôi đây mấy bạn ơi. Hôm nay mình về một thùng cá thác lát rút xương nữa ha. Thùng này rất là khủng nha, thùng này 80 kg. Nhưng mà hôm nay hàng của mình có một chút đặc biệt luôn. Thác lát rút xương đợt này là 1 kg 3 con ha. Cũng quy cách như cũ thôi, nhưng mà 1 kg 3 con thì cá to hơn rất nhiều. Mấy bạn coi ha. Rồi, nặng quá rớt luôn đó. Đây, con cá này 1 kg 3 con, một con này là nó hơn 3 lạng mấy bạn. Rất là dài luôn á. Các bạn coi nè, tay mình nè. Dài tới cù chỏ nha mấy bạn. Con này là dài khoảng, để mình đo thử, khoảng 40cm nha. Rất dài. Và cá rất là bự luôn á, rất là đẹp. Mình cân thử mấy bạn coi nha, để sẵn cân rồi. Clip trước thì là thác lát 4 con thôi, nhưng mà đợt này là 3 con. 4 con 3 con gì cũng là hàng rút xương chuẩn hết hay mấy bạn ơi. Mình chỉ bán hàng thác lát chuẩn thôi. Đây, 3 con. Đúng 1 kg. Mấy bạn thấy không? 1 kg 3 con, đây, 3 con. Chà bá luôn nha. Đây là sản phẩm đặc biệt của shop mình nha, thác lát rút xương. 1 kg 3 con. Quy cách làm là người ta rút xương từ phần bụng, người ta banh ra ha, người ta banh ra, xong người ta rút hết xương, xong rồi cái phần xương cánh này người ta sẽ có cái máy dần công nghiệp, người ta dần cho nát đi, để mình ăn lên mình không có cảm giác xương, 100% không có xương nha, chỉ có một chút phần đầu này thì rút không được thì còn một chút xương thôi, nhưng mà mình chiên giòn lên thì người lớn mình vẫn ăn được. Đợt này mình về hàng toàn bộ là hàng 3 con. Hàng 3 con này tại vì có khách nước ngoài người ta đặt đó mấy bạn. Mình nói luôn ha, hàng 3 con này đồng giá với hàng 4 con luôn nha. Nhưng mà phải đặt trước. Mình sẽ dặn xưởng làm riêng ha. Giá sỉ công khai đầu shop nha mấy bạn, 50 kg, 135.000 kg. Giá quá tuyệt vời. Mấy bạn mua về bán lẻ là 1 kg 220, 230 ha. Mình sỉ đầu shop 135.000 1 kg nha mấy bạn ơi. Giá quá thơm luôn ha. Hàng bà con to lắm mấy bạn ơi. Mình coi nha. Rồi mấy bạn cần gì thì inbox cho mình nha. Shop mình là đặc sản miền Tây quê tôi ha. Ở Lê Đức Thọ, Gò Vấp. Cảm ơn mấy bạn theo dõi nha.